Sáng ngày 20 tháng 6, năm 2024, nhằm ngày 15 tháng 5, Giáp Thịnh, Chư Tôn Đức Tăng trong tỉnh Bình Phước vân tập về chùa tỉnh hội, phường Tân Hiệp, thành phố Đồng Xoài làm lễ Bố Tát và Thính Giới. Tại trường hạ chùa tỉnh hội dành cho Chư Tăng, chứng minh lễ Bố Tát có thượng thọa thích tỉnh Cường, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thiền chủ Hạ Trường cùng sự tham dự của gần 100 hành giả an cư trong tỉnh. Sau khi đảnh lễ tổ sư tại tổ trường, chư tăng tuần tự theo hạ lạc phân tập về đại hùng bảo điện tại buổi lễ đại đức thích nguyên tú trưởng ban hoàng pháp phật giáo tỉnh chánh duy na trường hạ tăng đã niêm hương bạch phật đại chúng thành kính đảnh lễ tam bảo đồng tụng đại bi thập chú và phát lộ sám hối chư pháp đại đức thích quảng viên tri sự trường hạ tác bạch báo cáo túc số chư tôn đức tham dự lễ bố Tát đại chúng cung thịnh đại đức thích tâm thanh phó thư ký phó văn phòng ban trị sự phật giáo tỉnh trùng tuyên tỳ kheo giới kinh chư tăng lắng lòng thanh tịnh cùng nghe lại các giới pháp đã thọ suy ngẫm những giới luật mà đức phật đã chế định soi sáng lại tự thân thúc liễm thân tâm góp phần thanh tịnh tăng đoàn trang nghiêm giáo hội thượng tọa thích tỉnh cường thiền chủ trường hạ đã có đôi lời sách tấn đến chư tăng tại trai đường trước khi chư tôn đức thọ trai thượng tọa thiền chủ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng đoàn cùng hòa hợp ngồi lại bên nhau trùng tuyên giới pháp ba la đề Mộc xoa để tôn trọng gìn giữ và phát huy những giá trị cốt yếu của giới luật đây chính là nền tảng tạo nên sức mạnh của tăng đoàn